Sau đây em xin hướng dẫn cái cách mà chỉnh cái nắp bồn cầu á. Chỉnh cái nắp bồn cầu khi mình qua quá trình mình sử dụng nó bị lỏng á, nó bị lỏng, nó bị lệch nắp bồn cầu đây này. Khi mình sử dụng một thời gian nó bị lỏng, nó bị lệch đi á thì mình chỉnh lại nha. Hoặc là bồn cầu mới á, hãng nó siết chưa có chặt thì mình về mình chỉnh lại giùm em cũng được. Đó, cái bồn cầu nó bị lỏng, bị lệch, nó bị lệch qua một bên thì mình đầu tiên mình bấm hai cái nút này. Đó. Mình rút cái bồn cầu nắp ra. Rút nắp ra. Rồi mình mở hai cái nắp này ra, hai cái nắp chụp này ra này. Mình mở hai nắp chụp này ra đúng không? Rồi. Xong rồi mình đậy bỏ cái nắp vô lại. Bỏ cái nắp vô lại. Mình bỏ cái nắp này vô lại xong rồi mình đậy lại. Mình đậy lại mình canh cho nó vừa vặn với cái bồn cầu rồi. Nó canh cho nó vừa vặn này. Rồi xong rồi mình siết. Bắt đầu mình lấy cái tua vít này, tua vít ba ke. Mình siết cái con ốc đằng sau luôn lại. Mình để im này luôn nha. Và mình siết lại. Đây. Mình siết lại cho bên là nó sẽ cứng. Đấy, siết hai ngón này lại này. Siết hai ngón này lại, siết vô. Mình siết vô. Và khi nó cứng rồi, đây là nó, hiện tại nó đang cứng rồi. Đó, nó cứng rồi thì mình rút ra. Rút ra xong mình đậy nắp này lại. Đậy nắp chụp này lại. Rồi, bỏ nắp này vô. Đấy. Xong rồi xài bình thường. Cho mình xài khi nào mà nó cảm thấy nó lỏng và nó bị lệch đó thì mình nhớ khi nào nó lỏng nó lệch thì mình siết lại liền nha. Chứ đừng để nó rớt ốc ra đằng sau thì mình xử lý nó hơi khó một tí. Đó. Rồi xong, vậy là xong rồi, chỉnh cái nắp.